chị nếu như mà thật sự không có những cái công nghệ về thẩm mỹ thì chị cũng sẽ rất là mau xuống cấp, bởi vì cái tiếp da của chị đó là da nhăn khô, thì cái khô đó sẽ rất là dễ đẩy nó cái nếp nhăn và cái độ nhão chảy xệ của da. Nhưng mà nhờ những cái công nghệ của thẩm mỹ nội khoa thì cứu cánh mình rất nhiều. Chính vì thế mà ngày xưa chị cũng là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, chị làm những cái phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng mà sau đó thì chị thấy khi mà đi ra những cái hội nghị quốc tế thì chị thấy là những công nghệ thẩm mỹ nội khoa sao nó hay quá, nó tuyệt vời Các quá. phương pháp nữa tốt hơn các Đúng, phẫu thuật. không thể nói là nó quá tốt hơn, thì cũng tùy. Ví dụ như những trường hợp mà nó quá nhăn, quá sệ, quá nhiều dư mỡ thì bắt buộc mình sẽ ứng dụng phẫu thuật. Nhưng mà có những cái trường hợp là chưa tới. Ví dụ trường hợp của em khi mà soi kính thì cũng thấy nó phiền lòng rồi. Ngày xưa mi dưới của chị không có túi mỡ, nhưng mà chị có những cái hõm và nhăn. Thì chị nghĩ là ồ sao mình phải phẫu thuật. Nhưng mà cứ để như vậy thì mình cảm thấy rất là khó chịu quá. Đúng rồi á. Thì khi mà chị đi một cái hội nghị bên Hàn Quốc, cái chị thấy cái công nghệ và chị quá ưng đi, cái chị đem về áp dụng, và bây giờ thì cái mắt mí dưới của mình nó gần như nó phẳng, và những khách hàng thật sự khi gặp lại mình thì người ta nói ô sao trẻ hơn đó, Đó thích nhìn lắm. đó mọi người nhìn đi đâu phải đơn giản mà chị Thảo được đẹp như vậy đâu. Thật ra là cũng phải điệu, cũng phải làm. Nói chung là tại vì thật sự ra cái lão hóa là bắt buộc nó xảy ra ở tất cả mọi người, không phải bác sĩ thì không lão hóa, mà lo nhiều như chị thì càng có lão hóa, thì mỗi ca chị chăm bẩm mồ lo rất là nhiều đó. Thì nó càng dễ lão hóa nữa. Nhưng mà nhờ những cái công nghệ này thật sự áp dụng cho mình thì mình cảm thấy rằng cái tâm lý mình nè, sợ phẫu thuật, thật sự là chị sợ. Dưỡng phẫu thuật cũng khó, bởi vì mình tiếp xúc với khách hàng gần như mỗi ngày, mình là bác sĩ phải tư vấn cho những khách hàng thì không thể nào mà vắng mặt lâu hoặc là sưng bầm quá nhiều, thì khi người ta gặp mình ta cũng sợ. Đúng rồi. Đúng rồi, cho nên là chị phải chọn những công nghệ nào mà làm như là nó chỉ 1-2 ngày là về như bình thường đó, người ta cũng biết mình làm gì, thì lúc đó thì là cái công việc mình nó sẽ thuận lợi hơn, đúng không? Thế thì mình phải áp dụng cho mình, và áp dụng cho mình xong rồi mình thấy là những người khác cũng sẽ cần như mình đó. Thì những cái nghiên cứu rồi đi qua, thậm chí là đi tới châu Âu, đi qua Ý, qua Thổ Nhĩ Kỳ, qua Pháp, vân vân, thì sắp tới nữa là đi qua Đức nữa, để là gom góp những cái công nghệ mới. Mình lấy những cái gì tinh tí nhất của Đúng người ta rồi, mình gom về. Việt Nam mình á thì rất nhiều người có nhu cầu thì mình phải đi phục vụ cho điều đó. Và chị nghĩ rằng thẩm mỹ nội khoa là một cái chuyện mà mình nên phát triển đó, không phải hỏi gì cũng phẫu thuật. Phẫu thuật nó chỉ đáng phẫu thuật thì phẫu thuật đó, không thể bỏ phẫu thuật được. Phẫu thuật thẩm mỹ em cũng không thể bỏ được, nhưng mà mình chưa tới, và cái độ chưa tới nhiều lắm, cái số lượng khách hàng mà chưa tới độ phải phẫu thuật nhiều lắm. Vì thế mà chị chuyên, bây giờ chị chuyên thẩm mỹ nội khoa. Em thích ở bên mình một chỗ vậy nữa là ngoài cái chuyện mà cái tâm của chị đặt vô cho khách hàng rồi là không nói, ngay cả là nhân viên cũng cực kỳ dễ thương, từ ở ngoài lễ tân vô tới trong này phục, cái này em nói thật lòng nha, ai cũng dễ thương hết. Cái cách họ chăm sóc mình như thế nào rồi cái cách họ tiếp mình sao, cảm giác rất nhẹ nhàng. Mà tâm lý của khách hàng của tụi em á tới là cần những điều đó, chứ Sợ lúc đúng không? nào Sợ môi tới trường một mặt cũng y khoa cảm giác ai dám vô làm gì nữa. không? Mà chờ thì là chích tê có đau không nè? Dạ không, như kiến Đó, cắn vậy thôi. cái đặc biệt của các bạn là vậy nha. Các bạn là chị đã nói là cái tiêu chí đầu tiên là không làm đau khách hàng đó. Thì trước khi mà mình được đưa cái mũi kim vô là phải ủ tê cái chỗ đó, rồi bắt đầu mình mới tĩnh tiến nhẹ nhàng cái vùng mà mình cần tê. Nên nữ em thấy không, là các bạn làm và khi mà em thấy chích tê xong là em không thấy bầm, chứ chị bầm là chị em được, tại vì chị đã giao tiêu chí là hạn chế tối đa sưng bầm cho khách hàng đó. Thì các bạn đã làm rất là tốt việc đó, cảm ơn em. Chị sẽ share cái này đến các bạn y tá. Cho em gửi lời cảm ơn mấy bạn đó. Cảm Cảm ơn giác em. như là mọi người ở đây là làm đẹp cho người ta là niềm vui của mình đúng không chị? Đúng rồi đó, tại vì thật sự ra các bạn cũng giống như chị á, chất bị nhiễm. Bây giờ thật sự ra khi mà các bạn vui thì mình cái điều đó mình vừa vui vừa hạnh phúc vừa tự hào sao?